Tức là có nghĩa là mùa xuân về thì mang tới cho chúng ta một cái sự an lạc. Thì cái nghĩa mùa xuân này á, theo ở ngoài thế gian, tức là tính theo bốn mùa của một năm là xuân, hạ, thu và đông. Mùa xuân là mở đầu cho một năm, nó là tiêu biểu cho cái sự mà sanh trưởng. Qua tới cái mùa hạ đó, thì nó là tiêu biểu cho sự trưởng thành. Và qua mùa thu đó, thì chúng ta coi như là con người đã chín chắn rồi, cho nên chủ yếu là trách nhiệm. Qua tới mùa đông thì như vậy ta coi như chấm dứt một cuộc đời. Thì trong một đời người ấy, người ta mới chia ra từ nhỏ mới sanh mà cho tới 20 tuổi, người ta gọi đây là tuổi xuân hay là tuổi của mùa xuân. Nhưng mà từ 20 tuổi tới 40 tuổi thì lúc bây giờ ấy, chúng ta bước chân vào đời thì cái tuổi này người ta gọi là cái tuổi trưởng thành. Cho nên nếu mà từ 20 tuổi tới 40 tuổi mà chúng ta chưa trưởng thành, hay là chưa lập nghiệp được thì người ta coi như đó là cái điều mà đáng sợ. Rồi từ 40 tuổi tới 60 tuổi đó, thì đây là tuổi của trách nhiệm, tức là chín chắn rồi, cho nên đây là tuổi trách nhiệm. Coi như đời người đó là cái đỉnh cao của nó là nằm ở trong cái khoảng 40 cho tới 60. Rồi từ 60 tuổi trở đi đó, thì ta gọi là cái tuổi ta về hưu rồi, ta nghỉ việc rồi, cho nên nó sống ngoài xã hội. Đó là một đời người. Thì người xưa đó họ quy định đó, nếu mà ở trong cái giai đoạn thứ nhất đó, mà chúng ta không siêng năng học hành, không cố gắng giữ cái đạo đức của chính mình đó, để phạm những cái sai lầm, thì chúng ta coi như cái người này, cái con đường đi lên đó, đương nhiên có nhiều cái trắc trở và khó khăn. Vì vậy mà trong cái thời tuổi xuân hay là niên thiếu thì vừa phấn đấu phát huy về trí tuệ mà cũng phải giữ gìn cái đạo đức của chính mình. Đó là một con người. Nhưng mà từ 20 cho đến 40 là tuổi này ta gọi tuổi lập nghiệp. Cho nên 20 tới 40 thì người ta lấy cái tuổi 30 làm chuẩn. Vì vậy mà chúng ta mới thấy như Đức Phật chúng ta thì cũng quy định là 30 tuổi thành đạo. Đây là tuổi chính của trưởng thành. 30 tuổi thành đạo.
Tức là cái học hành của chúng ta nó phấn đấu cho tới 30 tuổi. Đó là cái tuổi trưởng thành. Rồi từ 30 tuổi đó, mà cho tới 40 tuổi đó, cái khoảng thời gian này đó là cái tuổi chúng ta phấn đấu để làm việc, để tạo cho mình có một cái uy tín cũng như cái khả năng thực sự. Thì tới 40 tuổi đó, trở đi đó, thì lúc bây giờ đó gọi là tuổi của trách nhiệm, thì lúc bây giờ đó chúng ta không được có cái sai sót nữa. Tại từ 30 tuổi cho tới 40 tuổi thì cái thời gian này chúng ta tập sự, cho nên bên cạnh chúng ta có thầy, có những người lớn. Nhưng mà 40 tuổi là tuổi lãnh đạo, cho nên bắt buộc chúng ta không được sai sót. Tại vì nếu mà chúng ta có cái sai sót, có những cái lầm lỡ đó, thì như vậy đó là coi như cuộc đời chúng ta không thể phát triển được. Cho nên người xưa người ta gọi là tứ thập như bất hoạt, tức là 40 tuổi trở đi đó là không có quyền mà phạm phải sai lầm. Tại phạm sai lầm coi như con người đã bỏ đi. Tới cái đỉnh cao của nó là gì? Tức là 50 tuổi. Cái thời gian làm việc của con người nó từ 40 tới 50 tuổi đó, thì đây ta coi như cái đỉnh cao nhất. Vì vậy đó mà người xưa người ta gọi là ngũ thập tri thiên mạng. Tức là 50 tuổi đã quyết định cuộc đời mình rồi đó. Được hay không thì tới tuổi này. Mà nếu hãy 50 tuổi mà chưa được việc thì người ta gọi là cái con đường tương lai của chúng ta nó bị mờ tối, gọi là minh minh tầm tử lộn. Nên 50 tuổi thì hết rồi. Đó người ta quy định một đời cho đến 60 tuổi. Thì cái khoảng thời gian mà cuộc sống này, những kinh nghiệm người xưa đó họ vẽ cho chúng ta. Người ta lấy tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi bắt đầu lập mạng được. Tứ thập nhi bất hoạt, 40 tuổi không được quyền sai lầm. Ngũ thập tri thiên mạng, 50 tuổi là đỉnh cao của danh vọng cuộc đời. Mà nếu hãy tam thập nhi bất hào, tức là 30 tuổi đó, mà học hành chưa ra sao hết đó, thì con người đó đáng lo rồi. Tứ thập nhi bất phú, 40 tuổi mà chưa có vị trí ở xã hội, thì ngũ thập minh minh tầm tử lộ, 50 tuổi là hết. Nó có hai cái hướng đi chúng ta thấy rõ. Cái hướng đi lên và cái hướng mà đi xuống. Cái đây là cái phân định của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta tới với đạo Phật, chúng ta học Phật thì cái tầm nhìn của chúng ta nó khác đi, nó có một cái mở rộng hơn. Là vì chúng ta nhìn đời không nhìn hạn hẹp trong một đời người từ khi sanh cho tới khi chết, ta không nhìn cái này nữa. Nhưng mà ta nhìn đời nhìn theo cái huệ của Đức Phật, và cũng theo cái hiểu biết của chúng ta, mà chúng ta thấy nó khác đi. Cho nên thấy theo Phật làm sao? Bảo là thấy được ba đời nhân quả. Tức là thấy được ba đời nhân quả. Ba đời nhân quả này có nghĩa là thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Tức là nhìn một đời người nữa, ta nhìn ta thấy nó có ba cái giai đoạn như vậy. Chứ không phải là chúng ta thấy quy định trong cái giới hạn mà theo thế gian. Thì quá khứ, nếu mà nói rộng ra đó, thì trường hợp quá khứ từ vô thủy cho tới ngày nay dài lắm, nên ta gọi là quá khứ trang nghiêm kiếp. Tức là từ cái vô thủy kiếp về trước đó, mà lần cho tới bây giờ này. Tức là nhìn thấy cái quá khứ. Nhưng mà bây giờ nó chưa thấy được cái quá khứ đó. Đức Phật dạy chúng ta làm sao để thấy quá khứ đây? Tức là nhìn ở trong cái hiện tại của chúng ta đây đó, mà nhận ra được cái quá khứ của mình. Đó là người có trí tuệ. Cho nên nhìn về cái hiện tại trong cuộc sống chúng ta,
mà chúng ta biết được á, cái nghiệp duyên từ quá khứ của ta. Họ biết bằng cách nào đây? Nên cái thứ nhất á, là chúng ta sanh ra ở đâu, chúng ta ở trong cái dòng họ nào, để biết được cái đời trước của ta. Tất cả đều do nhân duyên hết, do cái nhân duyên từ quá khứ cho nên dẫn chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, tức là sanh trên cuộc đời này. Từ quá khứ chúng ta mà tốt thì dẫn chúng ta sanh trên cuộc đời này tốt. Cho nên tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát hiện hữu trên cuộc đời này nữa, là quý vị thấy là hiện hữu ở trong cái tư thế tốt. Dòng họ thứ nhất là cái vấn đề dòng họ, tại vì họ sanh vô trong một cái dòng họ đó, cái dòng họ cao quý mà ngày nay chúng ta gọi là có một cái gen di truyền. Cái dòng họ đó cao quý, cái dòng họ đó đạo đức, cái dòng họ đó tri thức. Cho nên cái người mà sanh vô trong cái dòng họ đó đó, thì lúc bây giờ dễ phát triển cái tri thức của mình, và dễ phát triển cái sự nghiệp của mình, cũng dễ phát triển cái đạo đức. Tại này nó có cái khuôn rồi. Cho nên tất cả các đức Phật đó, mà khi sanh trên cuộc đời này làm Phật đó, là hầu hết là sanh vô trong cái dòng họ vua chúa. Cho nên sanh vô trong dòng họ vua chúa, mà cái dòng họ vua chúa đó, đó nó phải là cái dòng họ vua chúa mà đạo đức. Cho nên Đức Phật Thích Ca sanh vào ở trong cái dòng họ Sakya, cái dòng họ của vua Tình Phạn, bảo là cái dòng họ này nổi tiếng là 7 đời làm vua hiền đức, tức là 7 đời. Nên mình thường thường mình gọi là thất tổ. Mình có thất tổ tức là 7 ông tổ của mình, cha mình, rồi ông nội mình, rồi ông cố mình tính lên. Mà 7 đời như vậy đó, đó là nổi tiếng hiền đức, nổi tiếng là thông minh. Đó là cái trường hợp Đức Phật Thích Ca đó. Ta xét về cái dòng họ đó ta thấy nha. Cho nên khi mà ngài sanh vô trong cái dòng họ đó, đó, cha như thế, mẹ như thế, thì thường thường sanh ra đứa con tốt. Nhưng mà không phải cha mẹ cùng một cha một mẹ mà sanh ra tất cả các đứa con đều giống nhau hết đâu. Cái dòng họ đó tốt nhưng mà có thể sanh ra những đứa con không tốt. Tại sao vậy? Tức là cái túc nghiệp của cái đứa nhỏ đó, tức là cái túc nghiệp của đứa nhỏ đó, tức là dòng họ tốt nhưng mà vì túc nghiệp nó xấu cho nên nó không thể tốt được. Cho nên nó xấu mà tại sao nó được sanh vô chỗ tốt? Cái này nữa gọi là tiền khiên nghiệp chướng, ta thường nói. Tại vì mắc một cái quan gia nào đó cho nên sanh vô đây đó, để báo thù. Cho nên A Xà Thế sanh vô làm con của vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà Tần Bà Sa La là con người nổi tiếng hiền đức, mà A Xà Thế là nổi tiếng con người ác đức. Đây là quan gia nghiệp chướng. Cho nên Đức Phật nói ông A Xà Thế sanh vô đây đó, là vì do hận thù Tần Bà Sa La mà sanh vô làm con ông này. Sanh vô làm con ông này để báo cái mối thù trước. Cho nên trên đời này nếu mà có một chút xíu trí tuệ đó, thì chúng ta mới nhìn, ta nhìn ta thấy được. Trong những đứa con cũng có những đứa hiếu thảo, nhưng mà có những đứa lại khó dạy. Cho nên những đứa con hiếu thảo này là gì? Nó sanh vô để mà nó trả một cái ơn gì đó chúng ta trong kiếp quá khứ. Tại nó mang cái ơn của ta mà nó sanh vô, nó làm quyến thuộc chúng ta để nó trả cái ơn này. Còn những đứa con mà sanh ra để gọi là phá gia trị tử nữa, là cái, nó sanh vô để nó phá, nó sanh vô nó đòi nợ mà. Cho nên có mắt trí tuệ rồi chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy rồi. Ta nên nhìn thấy cái nghiệp duyên từ quá khứ mà dẫn vô tới hiện tại này,
Ta sanh vô cái nhà đó, ta có cái nhân duyên trong nhà đó. Một là hiền, hai là giữ. Ta nói hiền ta phải gánh cái hiền này, mà giữ ta phải gánh cái giữ này. Đó là cái trường hợp nhìn hiện tại để mà chúng ta biết được cái quá khứ chúng ta. Rồi bây giờ nó nhìn cái hành động hiện tại của chúng ta đây đó, mà chúng ta cũng biết được cái tương lai của mình. Sanh ra cùng cha cùng mẹ, nhưng mà vì cái hiện tại của những cái đứa con này đó, nó khác nhau, cho nên tương lai của nó thì khác nhau hết. Tức là mới sanh ra đó thì quyền lợi giống nhau, tức được hưởng những cái quyền lợi gia tộc giống nhau. Nhưng mà rồi đó, tương lai lớn lên lần đó, thì chính là do cái nghiệp mà của đứa nhỏ đã tạo, do cái nghiệp của đứa nhỏ đã tạo mà lớn lên rồi đó, thì nó phải theo cái nghiệp nhân của nó, cho nên nó nhìn hiện tại mà biết được tương lai. Cho nên trong một gia đình, nhưng mà sanh ra có những đứa con làm quan làm tướng, có đứa con làm trưởng giả, nhưng mà ngược trở lại nó cũng trong một gia đình có những đứa con đi ăn mày ăn xin, có những đứa con nữa là trở thành ăn cướp. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy, cho nên nó phát xuất ban đầu á thì nghiệp duyên từ quá khứ đồng nhau, cho nên chúng ta đã từ khi mà sanh ra cho tới cái tuổi đây đó, chúng ta gọi là cái tuổi trưởng thành của mình. Tuổi trưởng thành này ta gọi là 20 tuổi đó, là cái này là hưởng cái phước của đời trước, hay là lãnh lấy cái nghiệp của đời trước. Cái nghiệp đời trước chúng ta sanh ra để chúng ta trả đó, thì cái trường hợp này nó cũng kéo dài từ khi mà chúng ta sanh ra cho tới 20 tuổi là tuổi trưởng thành. Cái phước đời trước chúng ta để sanh ra đây hưởng đó, thì cái trường hợp cũng từ khi sanh ra cho tới 20 tuổi này là hết. Hay nói một cách khác đó, là cha mẹ nuôi chúng ta cho tới cái tuổi trưởng thành là cha mẹ hết trách nhiệm rồi. Ta nói từ 20 tuổi mà trở đi đó là phần lớn do chúng ta tạo. Cho nên đứa nhỏ này sanh ra mà nó siêng năng, nó học hành, rồi nó biết giữ cái uy tín của nó, cái đạo đức của nó, nó sống với bạn bè tốt, thì từ 20 tuổi này mà cho tới 50 tuổi, tất cả những cái sự nghiệp này là do chính bàn tay của chúng ta tạo nên. Cho nên các Phật tử nghiệm cái này thấy rất là rõ. Từ nhỏ cho tới đây, nếu ta sanh vô làm con nhà giàu, thì cái trường hợp này đó, ta sẵn tiền sẵn của để chúng ta ăn học, hay là sẵn tiền sẵn của để chúng ta chơi bời, thì cái này là hưởng của cha mẹ. Nhưng mà từ 20 tuổi trở đi này đó, thì cái trường hợp này chấm dứt cái giai đoạn cũ rồi, cái giai đoạn mới này ta tạo. Cho nên có những cái đứa trẻ mà sanh ra nghèo khổ, nhưng mà vừa đi học vừa đi làm, rồi tới cuối cùng lại trưởng thành. Còn có những đứa sanh ra trong nhà giàu, nhưng mà lại là ăn xài phá của, cho nên trở thành nghèo, trở thành ăn xin mà. Cho nên cái tuổi mà từ 20 tới 40 này, 50 này là chính ở trong hiện tại, cái kiếp hiện tại này chính chúng ta tạo. Cho nên các Phật tử nghiệm rồi đó, dùng trí tuệ mình quan sát đó, mình thấy này rõ. Nhưng mà cho tới 50 tuổi, tuổi trưởng thành, hay là tới 60 tuổi là chấm dứt cái giai đoạn trách nhiệm của mình, tức là mình đã làm xong việc ở trên cuộc đời này rồi, mà mình được quyền nghỉ ngơi, tức là người ta gọi tuổi về hưu. Thì cái khi mà lên cái đỉnh cao này đó, chúng ta muốn biết cái đời sau chúng ta, cái tương lai chúng ta đó như thế nào đó, thì Đức Phật biểu coi cái hiện tại này. Ta nói coi cái hiện tại này để mà biết được cái tương lai, cái tái sanh ta, tức là đời vị lai. Cho nên nó nhìn theo Phật đó, là nhìn những kiếp quá khứ và nhìn cái cuộc sống trong hiện tại này, và nhìn về cái tương lai, tức đời sau ta. Ta nói ở trong cái khoảng thời gian từ 20 tuổi của chúng ta
mà cho tới 60 tuổi của chúng ta đây đó, cái khoảng thời gian này là do chúng ta làm cái gì đó để mà chuyển sang trong cái đời vị lai. Cho nên tới 50 tuổi, 60 tuổi mà chúng ta về hưu, chúng ta sống an nhàn, chúng ta thanh thản, an vui, thì cái trường hợp này đó, là chúng ta biết được cái tương lai chúng ta tốt. Đó là nhìn ở trong hiện tại này mà biết được cái tương lai. Cho nên có một cái Phật tử đó anh đã tới thưa với tôi, bảo rằng tức là ở trong gia đình của con đó là tất cả đều đi làm cách mạng hết thầy. Thế nên thầy hỏi làm cái gì à, thì nói là anh con làm cái này, cha con làm cái kia, ông con làm cái nọ, tất cả đều đi làm việc hết. À, rồi bây giờ đó, cái đạo hữu này cũng tới cái tuổi về hưu rồi. Tới cái tuổi về hưu rồi thì bây giờ đó mới tới thưa với thầy biểu rằng bây giờ đó con cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Cái trách nhiệm của con đối với gia đình, trách nhiệm của con đối với xã hội đã đầy đủ rồi. Cho nên cái khoảng đời còn lại này đó, thầy chỉ cho con cái cách để mà cho cái đời sau đó. Thì các Phật tử nghiệm xem. Cho nên thầy nói này, thầy nhìn kỹ đó, thầy mới nói rằng anh là cái người có phước và biết giữ được cái phước ở trong cái kiếp hiện tại, thầy tin chắc là ở trong tương lai anh đời sau anh phải tốt thôi. Anh hỏi sao thầy biết? Thầy nói là Đức Phật dạy nhìn trong hiện tại này biết tương lai chứ. Đây cái thứ nhất đó, là bây giờ cách mạng thành công mà anh sanh ra trong cái gia đình cách mạng, từ ông anh rồi cha anh rồi tới anh đi làm cách mạng suốt đời như vậy mà không phạm phải cái lỗi lầm nào hết, cho nên bây giờ tới cái tuổi đi về hưu rồi sống cách thanh thản, con mình đã trưởng thành hết, đứa nào có công ăn việc làm hết, thì như vậy chứng tỏ anh có phước. Thầy anh còn lo lắng gì nữa không? Anh nói con không lo gì nữa hết thầy. Thì thầy nói bây giờ còn một việc anh phải lo là lo tu, phải không? Chứ sao không lo? Còn cái việc lo tu, tu này có nghĩa là anh phải kiểm tra trở lại coi mình còn có cái sơ suất nào trên cuộc đời này không, mình còn có cái lỗi lầm nào không, hay còn cái này chứ. À, thì cái anh này mới nói với thầy nữa. À, con nhớ rồi, trong cái lúc chiến tranh ấy, thì con có giết nhiều người thầy. Thầy nói còn cái này chứ, tại vì trong chiến tranh thì anh giết nhiều người, thì bây giờ đó anh tu là cái chuyện giải cái này trước đi, chứ không có chừng kiếp sau nó đòi, phải không? Đây là cái điều quan trọng đó. Tại chiến tranh mà đi bộ đội không giết người sao được, cho nên có giết người, có giết người, thì bây giờ nữa, cuối đời mà anh phát tâm anh tu đó để anh hóa giải cái quan nghiệp này, thì mỗi lần anh đi chùa, mỗi lần anh tụng kinh, mỗi lần anh lại Phật đó, thì anh thường nghĩ ở trong lòng tất cả những cái người mà tôi đã cố ý hay là đã vô tình hay là gì trong hoàn cảnh đặc biệt đó mà tôi phải giết, cho nên bây giờ nữa xin bỏ qua cái chuyện này, chúng ta cùng tu ở trong pháp của Đức Phật. Ta nên khởi ý niệm như vậy rồi mình tụng kinh để lần lần tất cả những cái này nó hóa giải hết đi, thì những cái người này đó họ nương theo giáo pháp của Đức Phật mà họ được siêu thoát đi đó, thì có thể đời sau họ không báo thù anh nữa. Tại bây giờ đó trong cái thế mạnh anh giết họ, thì mai kia đó anh ở trong thế yếu, họ cái thế mạnh họ giết trở lại. Cho nên cái cuộc đời này nó quan quan tương báo, đời trước dẫn tới đời này dẫn qua tới đời sau, không bao giờ cùng tận. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải tìm cách hóa giải cái này, hóa giải tất cả những cái gì mà quan nghiệp ở trong quá khứ. Cho nên
ta hóa giải tất cả những cái điều này xong thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy lòng mình nhẹ, thấy lòng mình nhẹ. Cái lòng mình nhẹ đó, chính cái chỗ này đó, thực ra đó, chúng ta gọi là cái mùa xuân ở trong đạo. Cái mùa xuân của chúng ta không phải là theo cái thời gian xuân hạ thu đông kia, mà cũng không theo cái tuổi tác. Nhưng mà cái mùa xuân của đạo á, tức là bất cứ hồi nào chúng ta ngộ đạo, bất cứ hồi nào chúng ta hóa giải được một cái điều sai lầm trong quá khứ chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này mà nó cứ mở ra mùa xuân, hết cái mùa xuân này tới mùa xuân khác, hết mùa xuân khác lại tới mùa xuân khác nữa, trong một cái chuỗi dài trên bước đường tu chúng ta nữa. Đó là suốt một đời chúng ta coi như mùa xuân. Cho nên đối với thầy, từ cái khi mà đi tu hiểu đạo cho tới bây giờ nữa, thầy nghĩ là ngày nào cũng là ngày xuân, và mùa nào cũng là mùa xuân. Lúc nào ở trong lòng của mình á, mình cũng cảm thấy an vui và luôn hóa giải đi tất cả những cái nghiệp nhân từ quá khứ. Cho nên cái nào tới thì mình cố mình hóa giải cái này để nó mất đi. Cho nên nó hóa giải bằng cách nào đây? Các Phật tử cứ nghiệm xem. Đức Phật dạy chúng ta nó có hai cách để mà chúng ta hóa giải nó. Đương nhiên hóa giải nó khác với tạo nghiệp, tại vì nghiệp cũ thường thường tạo nghiệp mới, cho nên hóa giải tức là không tạo thêm nghiệp mới nữa. Bây giờ đó, quan trái từ kiếp trước mình nợ nó, cho nên bây giờ nó tới nó đòi mình. Tại vì nghiệp đời trước cho nên nó tới nó đòi mình trong kiếp này. Thì bây giờ cái điều gì? Thứ nhất á, thôi mình nợ mình trả. Cho nên mình nợ thì mình phải trả cái nghiệp này chứ. Cho nên trong đạo tràng Pháp Hoa có một cái đạo hữu, cái khi xưa đó thì anh rất thương vợ con, làm việc vất vả đó để lo nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà có một cái bà vợ rất là tệ, ham mê cờ bạc. Thành hết mua vé số thì tới đánh đề. Rồi tới cuối cùng sao? Nhà cửa người ta tới người ta lấy hết rồi. Tiền bạc hết rồi, tới nhà cửa bà lén bà lấy giấy tờ bà cầm luôn. Tới cuối cùng nó lấy hết nhà luôn. Thì bây giờ nó đuổi ra ngoài đường. Anh này nó mới tới thưa với thầy cái chuyện này. Tới thưa với thầy nữa, cái hoàn cảnh của anh như vậy đó. Thầy mới nói là cái này là nghiệp từ quá khứ của anh đó. Thì bây giờ anh trả cái này rồi đó, nhớ cho một điều là đừng có hận ở trong lòng nhé. Hận trong lòng tức là tạo thêm cái nghiệp khác nữa, tạo thêm nghiệp mới nữa. Cho nên nghiệp cũ trả chưa xong mà tạo thêm nghiệp mới nữa đó, thì cứ chồng chất lên đó. Rồi đó, cả đời làm khổ cho nhau, rồi làm khổ luôn mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên đó, thầy nói thôi, bây giờ anh còn cái cách đó, anh có cái duyên anh được tới chùa, anh tới đạo đây nữa. Cho nên bây giờ anh đi ra anh lại Phật Bà đi, anh nhờ Phật Bà cứu cho. Cứu bằng cách nào đây? Tức là anh phải nguyện với Phật Bà là anh xóa sạch sổ cái chuyện cũ này đi. Tất cả các cái nghiệp chướng quan gia này nữa là thôi cho con trả hết cái này, con không thù hận nữa. Đó là cái trường hợp. Thì bây giờ đó, cái khi mà anh ra anh lại Phật rồi đó, anh cầu nguyện đó, anh trong lòng anh quên hết tất cả cái này. Ta nói khi mà anh quên hết cái này rồi thì sao? Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất như vậy đó, thì hồi nãy đó là vợ anh đó, là mua vé số rồi đó, mua đề để làm tiêu hết gia nghiệp. Thành ra bây giờ đó là vợ con anh
nó đi bán vé số để nó nuôi lại anh hơn. Tự nhiên rơi vô trong cái tình trạng mà nghèo khổ như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, mấy đứa nhỏ đó, lại vừa đi học mà vừa về đi bán vé số để kiếm tiền sống qua ngày. Đó, thì bây giờ đó, anh lại có một cái việc làm tốt hơn. Tự nhiên có việc làm tốt hơn. Rồi đó, cái bữa trước này mới tới thăm lại thầy đó, đem tiền tới cúng dường cho thầy. Nó bây giờ con đỡ lắm thầy. Thầy hỏi đỡ sao? Mấy đứa nhỏ nó học xong rồi, nó có công ăn việc làm hết rồi. Bà nhà con bây giờ bà hiền lành lắm. Đó, thầy nói là tại vì nghiệp quá khứ anh trả hết, nhưng mà nghiệp mới anh không gieo nữa, không tạo nữa. Cho nên lúc bây giờ bà này cảm thấy mang nợ với anh, cho nên bà trở thành cái người tốt với anh và lo lắng cho anh để bà trở lại cái ơn này. Cho nên chỗ này đó, thầy nói này, Đức Phật dạy chúng ta đó, mình quên đi cái quá khứ, mình không thù hận, cho nên không tạo cái thiên nghiệp mới. Nhưng mà nếu cái khi mà mình trả cái nghiệp quá khứ như vậy đó, mình không thù hận mà mình còn khởi lên cái tâm, cái tâm đại bi thương xót đó, thì chính cái này có cái quả trả lại cho mình tốt hơn. Cho nên chỗ này trong đạo Phật chúng ta gọi là lấy ân báo oán. Cái trường hợp tu này, nghiệp cũ chúng ta trả hết, cái gì tới chúng ta trả hết, nợ bao nhiêu đòi người ta trả hết. Tại vì bây giờ nhà cửa bị lấy hết, tất cả đều tiêu tan hết, không còn gì nữa hết, thì bây giờ tất cả những cái người này đó, họ theo họ đòi nợ, họ lấy đâu để đòi? Mình không còn cái gì để trả cho họ nữa hết, họ không còn cái gì để lấy nữa hết, thì đương nhiên đó, họ không đòi. Nhưng mà từ cái chỗ đó nghiệp trả hết rồi đó, thì lúc bây giờ tạo nghiệp mới. Tạo nghiệp mới tức là làm ăn lương thiện trở lại. Ta nên làm được nhiều, ăn ít, dành dụm để trả nợ, thì tới cuối cùng trả được hết nợ. Tất cả những cái này trả hết. Trả hết rồi đó, thì cái trường hợp tất cả những người này đó, tự nhiên họ tốt với mình chứ. Mình hết nợ với họ rồi thì họ tốt với mình. Rồi đã tạo thêm cái nghiệp mới. Ta nên mình có những cái người bạn tốt, là bằng cách đó, mình cái người đáng giúp mình giúp đỡ. Khi mình khó khăn bạn giúp đỡ mình, cái khi bạn mình khó khăn đó, mình sẵn lòng giúp đỡ lại. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên vì có giúp đỡ những người khác, do đó mà những người khác đó họ mới thương mình và mới quý trọng mình. Thì bây giờ đó, phước chúng ta tạo được rồi, đây là gọi là tu. Ta nên tu phước đó, tạo được cái phước rồi, cho nên lúc bây giờ chính cái phước này nó mang nguồn vui tới cho ta. Ta nên mang nguồn vui tới cho ta bằng cách nào? Tức là những người ta giúp đỡ họ, họ đều trưởng thành hết. Họ trưởng thành hết, họ mang ơn ta, họ tới họ cảm ơn chúng ta. Quý vị có thấy vui không? Cái này đó là mùa xuân ở trong lòng, mùa xuân trong đạo. Mùa xuân này là do chúng ta tu mà có, do tu phước mà được cái quả báo tốt này, tức là cái phước tới với chúng ta đây đó, thì đây ta gọi là mùa xuân ở trong lòng chúng ta. Đây mùa xuân này tới. Cái thứ hai là ta quan sát hết cái cuộc đời này. Ta nhìn, ta thấy rõ hết tất cả mọi việc. Nó cứ trôi chảy lần về quá khứ, chúng ta đi lần về trong tương lai. Tức là cái biết chúng ta nó sáng suốt lần ra, cuộc đời chúng ta nó đẹp hơn lên. Thì cái này đó là mùa xuân ở trong đạo. Ta nói mùa xuân về, tức là mùa xuân đạo nó về với lòng chúng ta đó, thì chính đó, nó mới mang lại một cái sự an lạc thật chúng ta. Còn á, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái mùa xuân á, là tháng giêng của mỗi năm á, thì tháng giêng rồi nó cũng trôi qua. Mà thậm chí á, là cái tháng giêng á, là tháng mùa xuân, mọi người đều cảm thấy vui. Nhưng mà cái người đi trốn nợ á, cái người mà thất bại, cái người mà trong hoàn cảnh khổ đau, thì cái trường hợp cái người này đó, làm sao có mùa xuân được. Cho nên thi sĩ Vũ Hoằng Chương khi còn sống, ông có làm cái bài thơ mà thầy còn nhớ tới bây giờ đó. Ông bảo rằng xuân sang mà vẫn là thu trong lòng đó. Tức là mùa xuân tới rồi, nhưng mà trong lòng ông vẫn là mùa thu.
Tức là mùa thu là mùa ảm đạm, tiêu biểu cho cái buồn. Như vậy trong lòng ông có một cái nỗi buồn rai rứt nào đó. Cho nên lúc bây giờ đó, tuy trời đất bên ngoài là mùa xuân, mọi người vui, nhưng mà trong lòng ông nó buồn. Cho nên mùa xuân của đạo, an lạc của đạo là bằng cách phải xóa cái nghiệp duyên từ quá khứ. Tất cả các cái xấu chúng ta phá hết rồi đó, trong lòng chúng ta nó sạch, không còn cái gì mà chúng ta phải hối hận, phải lo, phải buồn, phải khổ. Thì như vậy đó là coi như mùa xuân sẽ tới với chúng ta. Rồi nó tới chúng ta, chúng ta cứ ngồi, ta nhìn ta thấy hoa nở. Thành ra chúng ta nhìn thấy từng cái hoa nó nở. Thì cái này do nghiệp duyên từ quá khứ, do cái công đức tu hành của chúng ta từ trong quá khứ kia đó, mà bây giờ tất cả những cái điều tốt lành nó tự hiện lên. Ta nên tất cả những cái tốt lành ở trong quá khứ. Cho nên như cái trường hợp của thầy, cái khi mà mình bắt đầu đi tu đó, thì lúc bây giờ đó thầy thường gặp các cái vị thiện tri thức. Gặp các vị thiện tri thức này nó khai ngộ, tức là chỉ đường mình, dẫn lối mình để mà mình có thể đi lên được. Những người thiện tri thức này họ có thể giúp đỡ mình phương diện này phương diện khác để mình trưởng thành được. Cái này nữa thầy nói là mùa xuân. Xuân ở trong lòng, có những người thiện tri thức, có những người bạn tốt như vậy đó giúp đỡ, cho nên trên cái bước đường tu của thầy, học của thầy dễ trưởng thành, dễ thành công hơn. Cái này là mùa xuân. Mùa xuân tới là những người bạn tốt. Rồi đó, khi mà mình trưởng thành rồi đó, mình bắt đầu làm những cái việc, làm việc này việc kia, thì trong lúc mà còn đi học đó, thì thầy có thể giúp người này giúp người nọ, cái gì giúp được đó, mình giúp. Ta nên giúp họ, những cái người đó mà họ học kém hơn mình biết, mình chỉ dạy họ. Những người mà họ chưa biết đó, tại trước đây đó mình nhờ những người trước dẫn đường mình, cho nên bây giờ mình biết rồi đó, thì bây giờ đó, những người đi học sau này đó, thầy bắt đầu dẫn họ đi vô trường để thầy gửi đó, dắt họ để họ đi thi chứ. Cho nên mình làm một số các cái việc này đó là chính mình tạo. Rồi đó có những cái người đó mà họ khó khăn quá, họ không có tiền họ đóng học phí, thì lúc bây giờ mình còn dư đó mình chia sẻ. Rồi một khoảng thời gian sau đó, tất cả những người này họ học hành, họ tốt nghiệp, họ trưởng thành hết rồi. Cho nên nhìn trở lại một cái quá khứ tươi đẹp như vậy đó, thì bữa nay có người này tới thăm thầy, nó hồi đó nhờ thầy giúp đỡ, bây giờ con trưởng thành. Mai có người khác gọi điện thoại tới, nó nhờ thầy giúp đỡ mà con được như ngày hôm nay. Quý vị thấy cái này có phải mùa xuân không? Cho nên lúc nào trong lòng mình cũng tiếp nhận những cái tin vui, tức là mùa xuân. Những cái tin vui này tới với lòng mình, làm cho lòng mình cứ nở hoa. Thì như vậy đó là cái an lạc đó, cái vui đó, thầy có cái cảm giác đó, từ cái hồi đi tu biết đạo cho tới ngày nay, là cái tuổi thầy năm nay 77, nhưng mà thầy vẫn thấy nó là mùa xuân, chứ nó không có qua mùa hạ, mùa thu hay là mùa đông. Thầy cầu Phật gia hộ cho tất cả các Phật tử hiện hữu ở trong cái lớp học hôm nay đều đón nhận một cái mùa xuân an lạc mà đúng cái nghĩa ở trong đạo Phật chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.